Chưa xem tập 1 của mình thì mình sẽ để link ở dưới và mình sẽ bỏ trên cái chữ y nhé. Hôm nay thì mình có ho của Forever 21, là một cái tiệm cực kỳ yêu thích của Lily. Đây là Forever 21. Đầu tiên là một cái áo rất ư là đáng yêu. Mình có thử áo này trên vlog thì rất là nhiều bạn thích áo này và cuối cùng mình đã mua. Trời ơi, nó dễ thương kinh khủng luôn á. Và là thuộc cái dạng áo trễ vai. Nói chung là năm nay cái áo, mình không biết áo này là tiếng Việt có phải gọi áo trễ vai không, nhưng mà rất là thịnh, bất cứ cái tiệm nào mình bước vô cũng đều có cái áo này hết. Và cái áo thứ hai, mới đầu á, lúc mình thấy cái style này nó nổi lên, mình thấy trời ơi sao mình không có thích, tại vì kiểu nó cứ tụt tụt, nhưng mà tự nhiên bọn nhìn thử sẽ tự nhiên thấy thích quá chừng, thế là mình mua liền hai em luôn. Cái thứ hai là cái áo đầm này đây, mình cũng có thử cái này trong vlog của mình. Nếu bạn nào chưa xem và chưa biết là Lily có vlog channel thì nhớ check out vlog channel của mình nha. Là một cái bando mình mua. Cái này mình mua chủ yếu là nếu khi nào mà làm makeup á thì theo lên để cho tóc nó khỏi kiểu đầy mặt, tại vì mới cắt tóc mái nè. Và mình rất là thích, bởi vì là thường mấy cái bando này đeo á nhìn nó hơi khác người, nhưng mà cái này thì lại thấy rất là dễ thương và có thể đeo để mà đi chơi này nọ. Thứ cuối cùng mà Lily sắm được ở Forever 21 là đôi giày này đây. Cực kỳ dễ thương và có thể bận được với rất là nhiều thể loại quần áo. Mình thì mình thích mua giày dép mà nó có thể đi rất là nhiều với những cái đồ khác. Đôi giày này mình rất là thích bởi vì là nó bằng vải và ở dưới thì nó bằng cái... tại không biết cái này là gì nữa, mà nói chung là nó bằng mấy cái sợi nó đan lại với nhau á, thành ra cái giày này khi mà bạn đi á không ăn vớ nó ra mồ hôi cũng có bị ẩm ướt, giống như là giày mà nó có nguyên cái đế. Không biết bạn nào có hiểu tâm trạng mình không, nhưng mà giày này mà mình mang vớ thì nó không có dễ thương, còn nếu mà mang vớ thì phải mang vớ kiểu ở dưới cái mắt cá của mình á thì nó mới đẹp. Mà nhiều khi mấy cái đôi vớ đó nhà mình mua xong về là mất, cho nên thành ra mua được đôi giày này á, bạn có ra mồ hôi nó cũng rất là thoáng mát, thành ra cực kỳ thích đôi giày này. Và nó cũng chỉ có 20 đồng thôi, thành ra rất là rẻ và rất là dễ chịu luôn. Điểm tiếp theo mà Lily đến đó là điểm Zara. Zara là một cái điểm đến mà mình chỉ đến để ngắm đồ thôi, chứ cũng ít khi nào mua được cái gì trong đó, bởi vì đồ của Zara rất là mắc tiền ở Canada, tại vì tiền ca dạo này nó xuống dữ lắm. Nhưng mà một hôm đẹp trời, Lily đi bước vào Zara và mình thấy cái áo này đây. Áo này là một cái loại bomber nhưng mà nó may bằng vải silk. Và trời ơi, nó đẹp lung linh luôn. Cứ như là mình thấy cái áo này là mình you coming home with me. Nó đẹp kinh khủng luôn, mà bọn với áo đầm cũng đẹp, bằng với quần jean cũng đẹp. Các bạn có thấy không? Nó đẹp quá đi, mà nó đẹp kiểu sang chảnh đó. Cái tiếp theo mà Lily mua được đó là một cái quần culotte. Và quần culotte thì Lily rất là thích, bởi vì theo các bạn biết là mình cũng không phải là mình dây, mình rất là tròn, thành ra bận như cái thể loại này á thì nó che được cái bụng bự. Và mình rất là ngạc nhiên khi mà kiếm được một cái quần siêu đẹp ở Zara mà nó chỉ có 30 đồng thôi. Đồ mà giá 30 đồng ở Zara thường kiểu đồ nói chung mình không thích á, nhưng mà cái quần này mình rất ngạc nhiên vì nó có cái giá đó và mình rất là thích. Nếu mà họ có kiểu những màu khác nữa chắc mình cũng mua rồi, nhưng mà hôm đó chỉ có đúng màu đen này thôi. Và nếu mà các bạn thích bận đồ kiểu phong cách tối giản á thì mình thấy nếu mà bạn ở Việt Nam mà muốn mua như thế này thì là các bạn có thể đi Hello Weekend. Nếu mình thấy rất là nhiều cái hãng nó cũng bán những cái đồ tương tự mà rất là rẻ nữa. Và cái tiệm cuối cùng mà Lily đến đó là tiệm Garage. Cái đầu tiên mà Lily mua đó là một cái khăn bandana. Cái này bây giờ nó đang rất là thịnh, là kiểu bạn có thể cột như thế này. Đợi chút nha, nhìn giống cô bé bán sữa. Đó là kiểu băng đô cột một bên thế này. Bây giờ mình chưa có size, nhìn mình giống bà ngoại quá. Nhưng mà
Nói chung là nó cái nói chung là cái công dụng của nó là để làm băng đô, hoặc là bạn có thể phúc lại và cột ở ngay cái cổ như thế này. Đây là Moje, hiện bây giờ mình thì chưa thử qua bao giờ, nhưng mà mình thấy cũng thử, thành ra mình mới mua. Nhìn cũng giống như là đeo khăn quàng đỏ. Nếu mà bạn bận đồ kiểu tomboy một chút thì đeo cái này vô rất là dễ thương. Lê mua cái này ở tiệm thì nó hơi mắc một tí, 10 đồng, nhưng mà thì các bạn thấy thì nó là một cái chất liệu giống như là một cái chiếc khăn tròn cổ. Còn nếu bạn mua cái này ở giống như Michael hoặc là Dollar Store thì nó chất lượng nó không được tốt như thế này đâu. Cái tiếp theo mà Lily mua được đó là một chiếc váy jean cực kỳ dễ thương luôn. Lily săn lùng cái váy này rất là lâu rồi, nhưng mà bởi vì là bụng bự cho nên là không có cái váy nào mà bận vô nhìn cho nó coi được hết. Những cái váy này thì rất là đẹp và nó cũng on sale 20 đồng, thành ra là rất là vui đã mua được cái chiếc váy này. Váy này cũng rất là dễ phối đồ, bận với áo trắng, áo crop top rồi để đeo chung mấy cái này này để có thử nguyên một bộ. Thứ cuối cùng mà mình mua thì nó hơi random, nhưng mà đó là một chiếc mền để đi picnic và bạn có thể dăng ra ngồi dưới cỏ hoặc là đi biển này nè. Mình cực kỳ thích luôn và mình không ngờ là cái mền này siêu bự luôn á, nó bự giống như là cái ra giường vậy á. Rất là dày, rất là ấm, nhưng mà chiếc mền này cũng chỉ có 25 đồng thôi. Mình rất là vui, tại vì thường những cái thể loại này á, bên này nó bán mắc lắm luôn á. Nhưng mà khi mình kiếm được cái mền này mình rất là vui và rất là hạnh phúc. Thôi cuối cùng mà Lily mua được là một cái thắt lưng khá là đặc biệt, bởi vì nó có cả hai cái móc hả. Và mình thấy cái này nó rộ lên gần đây rất là nhiều, giống như đi Coachella này nọ thì mình không biết nữa. Nói chung mình thấy nó lạ lạ và mình bận với áo đầm cũng rất là đẹp. Chiếc nịt này thì mình mua ở tiệm Dynamite, mình không biết là ở bên Mỹ có không, nhưng mà chiếc nịt này thường thì mình thấy họ bán trên những cái website như Free People, Anthropology và những cái tiệm đó thì rất là mắc. Nhưng mà cái này mình mua ở Dynamite thì nó có 20 đồng thì cũng không đến nỗi, chứ nhiều những cái tiệm khác nó bán cái nịt này tới tận 50-60 đồng, nên là thôi mình không có mua. Nhưng mà rất vui mình kiếm được cái nịt này. Đó là đã kết thúc haul ngày hôm nay của Lily rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nha. Bạn nào mà chưa subscribe cho channel của mình thì nhớ subscribe để còn đón xem những video lần tới. Các bạn cũng đừng quên check out vlog channel của Lily nha. Lily upload nó rất là nhiều với một người bạn cực kỳ dễ thương. Ta-da! Nếu các bạn muốn xem cuộc sống của tụi mình ở nước ngoài như thế nào thì nhớ xem channel Truly Mai là channel vlog của Lily nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt nha, bye bye. Bralette luôn á, coi như có đủ màu hết trơn á. Lily thấy bralette của American Eagle còn tốt hơn của Urban Outfitter. Mặc dù Urban Outfitter rất là mắc tiền, kiểu dáng của nó thì hơi kiểu sexy á, thành ra mình thì mình thích bận những cái này hơn, nhìn nó nữ tính. Cái tiếp theo là một cái áo đầm khá là xinh, nó như thế này đây. Và rất là rộng rãi, thoải mái. Lily rất là thích bận áo đầm rộng và kiểu xòe xòe hoa lá hẹ. Nói chung là mình rất là bánh bèo. Nói chung là mình không phải là những em mình dây, người mình cũng hơi tròn tròn béo béo, nhưng mà bận áo rộng thoải mái gì thì nó sẽ che được cái bụng bự. Cuối cùng là đồ bơi. Đồ bơi của nó cũng đang sale, và cái này thì cực kỳ dễ thương luôn. Nó đang chưa có bạn trai, bạn gái nhiều, hoặc là coi những cái video như tụi mình nè, thì nghĩ là ồ, tụi mình lúc nào cũng vui vẻ hết. Xong rồi khi bạn quen, bạn trai, bạn gái cứ nghĩ là ồ, cái relationship của mình phải được như vậy thì nó mới gọi là hoàn hảo. Nhưng mà relationship nào cũng có những cái vấn đề của nó riêng. Nên á, bạn đừng có đặt cái tình cảm của bạn dựa trên những cái video mà bạn xem được, bởi vì không thể nào bạn biết được là đằng sau camera thì có những cái chuyện gì xảy ra. Khi mà mình quen nhau thì mình nghĩ tốt nhất là mình phải nói chuyện với nhau thật nhiều, có vấn đề gì phải nói chuyện, phải giải quyết ngay từ lúc đầu, chứ nếu không nó sẽ động lại trong lòng mình á. Rồi với một ngày đó mình bùng nổ rồi mình hơi chửi đủ thứ chuyện mà cái người bạn trai